xem thần kiếm của chị nhé. Đây là bộ bút chì màu của chị này. Rất là nhiều màu đúng không nào các em? Đầu tiên chị sẽ hướng dẫn các em tô màu chiếc mũ của chú siêu nhân đúng không? There, here, up, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
sẽ tô cái thanh kiếm nhá. Đây là thanh thần kiếm của chú Chiêu Nhân này. Đấy, rất là đẹp đúng không nào? Xanh nước biển của chị này. Đấy, chị sẽ sử dụng thêm màu đỏ nữa. Đây, màu đỏ này sẽ là cán của cái thanh kiếm đúng không?